Thế nào? Con thấy cậu bé này được không? Con nhà gia giáo đấy. Tại sao sáng sớm mẹ lại gọi bạn này qua để làm gì ạ? À, xin việc à? Thế hồ sơ đâu? Bậy nào! Mẹ đưa cậu ta đến để con xem mặt đấy. Tại lâu. Cái đồ vô duyên! Mẹ anh có chó, tôi cũng không thèm cái loại như anh. Con ơi! Con thật là... Tại mẹ chưa hỏi con cái gì đã đón ra đón non rồi. Con có người yêu rồi, chỉ con chưa ra mắt thôi. Con có người yêu rồi á? Vâng. Cô ta là ai? Tại vì mẹ thì mong có cháu bế quá, mà con thì mãi chả thấy gì. Đây, đây này. Người yêu con ấy là diễn viên ở đoàn phim. Lần trước con bị tai nạn, cô ta cứu con. Đây. Ôi thật à? Xinh thế. Diễn viên à? Vâng. Được đấy, con bé trông được đấy. Nhanh nhanh cánh chân lên, trả tiền để làm ăn thế đấy à? Bực cá mình. Chào cô là diễn viên Anh Phương phải không? Bà là ai? Ai cho bà vào đây? À, tôi là fan hâm mộ lớn tuổi của cô. Tôi thích xem những cái phim mà có vai của cô đóng lắm đấy. Được biết cô hôm nay diễn phim ở gần đây, nên là tôi đến thăm cô, nhân tiện tặng cô bó hoa. Rẻ tiền à? Thôi, được rồi đấy, bà đi đi. À, khoan đã, cho phép tôi chụp chung với cô một tấm hình nhá. Đúng một tấm thôi. Bà tặng tôi có bó hoa, bà đòi hỏi nhiều thế. Fan gì mà vừa già vừa xấu, vừa nghèo nữa. Đi đi, không tôi gọi bảo vệ và tống cổ bà đi bây giờ. Cô nói chuyện với người lớn tuổi như thế à? Đằng cáu đấy, cứ hỏi. Bà có biết đi không? Hỗn thật đấy. Thế mà không có đứa thích cô được. Bà bảo ai hỗn? Hỗn này à? Ui, đáng đời. Bác ơi, bác có sao không ạ? Chị Phương, chuyện này là thế nào? Cái còn diễn viên quèn này nữa, mẹ ăn nói với tiền bố như thế đấy à? Bác ơi, bác đi ra đây với cháu. Chắc là bác đau lắm. Mình đi thôi ạ. Cảm ơn cháu. Mẹ làm sao thế này? Sao lại bị thương thế này ạ? Là do mẹ đi xem mặt con dâu của mẹ đấy. Không ngờ nó lại là cái đứa láo toét mất dạy, ném cả dép vào đầu mẹ. Mẹ có nhầm không? Phương đâu phải là người như thế. Cô ấy rất dễ thương và hiền dịu, lại còn biết quan tâm đến người khác nữa. Ôi con ơi, cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Trước mặt thì thế thôi, chứ sau lưng chả biết thế nào đâu. Lấy vợ ấy thì phải cẩn thận để lựa chọn, không những chỉ tình yêu mà còn tính nết nữa con ạ. Thế giờ có phải làm thế nào ạ? Bây giờ nhá. Ơ kìa Trang, đi đứng không cẩn thận gì thế? Nhỡ làm hỏng cái mặt này rồi lấy gì vào quay phim. Đủ rồi đấy, sao chị cứ phải chèn ép tôi thế? Tôi có đắc tội gì với chị đâu mà chị cứ gây sự với tôi. Ai bảo mày xinh đẹp hả? Rồi đi quay phim còn không biết điều nữa. Chị buồn cười nhở. Là do chị diễn dở, thế nên đạo diễn mới chê. Còn tôi không phải quay lại cảnh nào là do tôi có năng lực. Tại sao chị cứ ghen ác tức ở rồi gây sự với tôi? Mày dám nói như thế à? Mày có biết tao là diễn viên chính và người yêu tao là chủ tịch đầu tư vào cái phim này. Mày có muốn tao đuổi việc mày không? Tùy chị thôi, chị muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi nghĩ đạo diễn là người công tâm, ông ấy sẽ không làm như vậy đâu. Cháu chào bác. Sao bác lại đến đây ạ? Mà vết thương của bác thế nào rồi? Bác còn đau không ạ? Cảm ơn cháu, bác đỡ rồi. À, đây là Hoàng, con trai của bác. Còn đây là Trang, cô bé mà hôm trước giúp mẹ băng bó vết thương ấy. Dạ vâng ạ. Thế hai mẹ con bác đến đây có việc gì ạ? À, làm việc. Con trai bác xin được việc ở trong đoàn làm phim này. Bác thì bác đi theo để xem thôi. Dạ vâng, thế bác cứ ngồi nghỉ ở ghế. Bây giờ cháu có cảnh quay rồi, cháu xin phép ra quay đi ạ. Ôi giời ơi, cắt. Phương ơi, cô làm sao đấy ạ? Có mỗi cảnh sát thôi mà cô tát người ta 20 lần rồi. Cô nhìn mặt Trang đi, thương hết cả đây rồi này, quay làm sao nữa. Nghỉ, mà quay tiếp. Có thế mà không chịu được à? Có làm được không? Mỏi hết cả tay rồi đây này. Nghỉ thì nghỉ. Ơi bà, công nhận cô cũng là cái loại người quá đáng độc địa thật đấy. Chỉ là đóng phim thôi, có nhất thiết phải tát con người ta đến cháy má như vậy không? Cái phim trường này làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại cho cái loại người này vào đây được? Tôi đến đây để làm việc cùng con trai tôi đấy. Tôi có làm gì sai đâu, ai dám đuổi? Bác làm gì đấy ạ? Hóa ra là hai người quen biết nhau à? Bảo sao nãy giờ cứ bênh nhau chầm chập ấy. Này, cho dù không quen biết nhau nhưng tôi cũng phải lên tiếng. Với cái tính cách này của cô ấy, sau này cô lấy chồng cũng khó ở lắm. Chỉ là đóng phim thôi mà cũng tát người ta như khác gì kẻ thù. Đóng phim mà? Chị muốn đóng phim ở đây thì cô nên im lặng. Với cả chuyện hôn nhân của tôi ấy, không liên quan gì đến hai người. Người yêu tôi chính là chủ tịch đấy. À, mà nhắc đến chuyện này, tôi phải cảm ơn cô đấy Trang ạ. Cô có nhớ người đàn ông bị tai nạn không? Nhớ. Chính tôi là người đã đưa anh ấy đi bệnh viện. Nhưng mà khi tỉnh lại, người đầu tiên anh ấy thấy là tôi. Và anh ấy cứ nghĩ tôi là người cứu anh ấy. Và chính vì thế nên cô mới trở thành người yêu của chủ tịch à? Đúng rồi, bà cũng thông minh đấy. Nhưng mà hai người cũng chỉ là cái loại rác rưởi thôi. Lấy tư cách gì mà chen mồm vào việc của tôi? Rác rưởi á? Cô mới là cái loại rác rưởi khi không biết mở mồm xin lỗi người khác. Ở đâu ra cái thứ không có văn hóa? Cô có liêm sỉ không hả? Bà chết tiệt này, bà nói gì vậy? Tôi nói cô đấy, mau xin lỗi người ta đi. Tôi không xin lỗi đấy. Không đời nào. Hai người ấy chỉ là cái loại cặn bã mà thôi. Đến khi nào ấy tôi là vợ chủ tịch rồi, tôi sẽ hành các người ra bã. Đứng lại, mau xin lỗi Trang đi, không được đi ra khỏi đây. Cái bà già này, bà đang làm cái trò gì vậy? Bỏ tay tao ra, bỏ ra. Ai đấy? Là tôi đây. Anh Hoàng, anh... Bà già này với cả cô ta bắt nạt em đấy. Bà già mà cô đang nói là mẹ tôi đấy. Tôi không ngờ trước mặt tôi thì cô luôn tỏ ra là hiền lành, ngoan ngoãn. Thế mà sau lưng tôi, cô lại đi bắt nạt người khác à? Con người của cô là thế này à? Mẹ anh á? Ai là mẹ anh cô? Là tôi. Vì tôi nôn nóng muốn biết mặt bạn gái của con trai tôi nên tôi đã lén lút đến đây. Không ngờ lại nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Cô đã cho tôi mở mang tầm mắt rồi đấy. Bà... bác là... cháu... Mẹ, con xin lỗi mẹ vì đã không để ý rằng cô ta đã cư xử với mẹ như vậy. Thì ra đây là lý do mà mẹ quyết tâm ngăn cản con đến với cô ấy. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ chia tay cô ấy. Anh chia tay em á? Anh mà chia tay em là sao em sống nổi? Em biết sai rồi mà anh nhá. Bác ơi, bác cho cháu xin lỗi. Cháu sẽ sửa sai ạ. Muộn rồi. Cô luôn coi thường người khác, đã thế còn nói dối như quậy. Thực ra người cứu con hôm trước không phải là cô ta đâu, mà là do Trang đấy. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Em không cố ý lừa dối anh đâu. Mà tại anh nhận nhầm người mà. Với cả bây giờ em đang là diễn viên chính. Anh mà chia tay em ấy thì em làm sao mà sống được? Thì ra cô yêu tôi cũng chỉ vì muốn lợi dụng thôi à? Tôi nghĩ kỹ lại rồi. Tôi và cô sẽ cắt đứt mối quan hệ. Tôi sẽ không đầu tư bộ phim này nữa. Đi thôi. Đi thôi Trang. Anh Hoàng! Anh Hoàng! Trang này, hóa ra hôm trước em là người giúp đỡ tôi à? Vâng ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã giúp đỡ mẹ tôi. Không biết cuối tuần này buổi tối em có rảnh không? Mẹ tôi muốn mời em đến ăn cơm. Ăn tối hả? Như vậy có tiện không ạ? Em thấy đấy, mẹ tôi rất là thích em. Nếu em không đồng ý, chắc là bà ấy sẽ buồn lắm đấy. Cảm ơn em. Đấy, nó phải như thế chứ. Tuyệt vời.